nó có trật một nốt hai nốt là lỗi của thầy và lỗi là không có sự tập dệt. Chứ giờ thầy đánh bài tủ và chiến thần hoàng hôn nó lên cả ngàn người nha quý vị.
đó là lần đầu tiên nha quý vị. Rồi bây giờ bây giờ mấy giờ? 6:44. Quý vị không có cái lớp học nào mà trễ 30 phút mà bây giờ đã 45 phút rồi. Thầy xin lỗi quý vị, thực sự là hẹn nhau nó là cái 6 giờ chứ không phải 6 giờ, nhưng mà giờ thầy phải chịu trận, thầy phải lên đây entertain với mình. Sai gì là giờ một bài nữa thì thầy gọi quý vị sẽ nghe conversation đó. Em quên nữa nha quý vị. Rồi cho thầy đánh cái bài tủ của thầy, tại vì không phải bài tủ nó rất là khó đánh quý vị. Lần đầu tiên quý vị phải sử dụng cái cần trên cần dưới, thầy xích được một phạt của cần trên, còn cái này là cần trên cần dưới thầy đều biết hết nha quý vị. Người ta biết internet qua thầy là cái bài nhạc Chiến Tàu Hoàng Hôn thôi quý vị. Người ta kiếm tới thầy là cái bài Chiến Tàu Hoàng Hôn chứ không phải bài đó quý vị. Mỗi người nó có một cái tủ riêng quý vị. Thank you.
hay là cả một nghệ thuật với việc, có nghĩa là thuộc bài thì tốt, cái bài kia thầy còn đang phải nhìn cái screen, còn cái bài kia không cần nhìn screen. Cái người câm và điếc đó quý vị, họ có một cái khả năng hơn mình. Không phải là thầy muốn lên từ cái người khuyết tật câm điếc quý vị. Tại sao quý vị mỗi lần cái người câm điếc dù họ có đánh dở hay đánh hay gì quý vị vẫn ủng hộ họ? Tại ủng hộ từ trái tim. Ủng hộ từ trái tim, họ cũng đánh y chang như tụi mình thôi. Bởi vì thầy nói trời Phật sinh ra quý vị đừng bao giờ nói là tôi dốt. Ủa quý vị dốt, dốt sao quý vị đi học? Thì con nhà giàu cũng vậy, à ba ơi con dốt về bơi lắm, con sợ nước lắm. Ba em cho con skate đó, mẹ bơi tao trời đóng mày có bơi tao đóng mày có mấy chục ngàn thôi. Muốn skate trên tao đóng mày 200 ngàn quý vị. Quý vị muốn trợt tiếp ai skating cho con quý vị. Quý vị mướn con khốt không một năm quý vị trả trọng 100 ngàn. Tiền equipment, tiền đi, tiền giờ, tiền về. Cái ổng ngồi